Xong chung điệp xưa bóng phôn khả mai chung lưng chết tiếng ớt khi bạn muốn sụp hẹt một bị cụm nạ xa lạc chí riêu vầy khả mấy hồi đất nơi mà rồi đi trấy bên này các nhóm xông trên mốc màu bỏ xa mình bên hai thang vầy to tôi tới to tôi màu chứ mùi nâng nạ xa bỏ miên ở gì dưới đây rồi có cụm nạ kháng cài với tế tế cứ trên mà bỏ xa đồng bay xa lạc bóng phương nơi chùm nốt mùi chùm đốt là kê cầm bông thể mừng cao bia nhung nhung bạn bạn như bị chôn được không một tí chẳng được không quên đi khi mà sau mà điệp rộp pi chúng ta khá đây để không cô là giấy đôi trong lớp ưu tiêu hoa mối đây để không thua sạp lúc đất cầm sốc còn dây em pi ca bây giờ đám công sức ha ca liệp bò ai đám thông tha pi chẳng nạ đám xong xí nữa còn gặp lòng dưới đấy ta đám xong xí gặp lòng tha áo chúng ta công bệnh này để chúng ta công bệnh thì tỏ dù dù tới đó nạ nạ bạn nó cứ rồi liên đoàn tình đoàn tình ní vị chia chúng lấy mối đai liên tha bởi dương mình to pi ca dây ní dương mình tha mình vay tơ vay máu dương cứ mình chẹp thiết ca bật nằm bay lưu cầm phua sao thôi cố may mình chọc bạc thôi liếp bó tình lai nơi không bởi tê cầm chia dương mưa khơi xa với nơi không bởi tê dương như thuộc tài mình cả bạch bạc chiết tạm bị đào mau ca mình rụm rụm khnia ca mình sạp sạc khnia ca nơi tại mình to vừa rương đại là đại hơi che thở bằng phân tha ca phải quạt chuyện nhưng mà đó dương ở miền tây phù phải chịu bón dương mùi thay mùi thay dương kịch tài đi rồi rồi thì đồng bay chi cho nè để dương sọp mình chẳng dương su tham miên ở cả na tại phải quạt chuyện chẳng trong trong phía này không xong được vì chủng nốt mùi chủng nốt này ví dụ xí xí đấy tranh sai ca pi mình sau mình như còn sau một ngày đây còn sai chi pi video nên ca dùng phía luôn là lệch chỉ mùi nên lúc mình đặt xe thì nhưng khi trong sông Pratikam bịa môi chấm luôn này lướt lá nó cứ tì mũi chỉ mũi chấm nó thông một phần nó ca một play ca bật ca một play vì ca bật cứ bị công dụng chôn riêng trong tài đó nhưng khi tham miên dụng chôn môi chấm luôn hay nâng ngạ bị phía môi chấm luôn còn do chấm nó bay lại còn do màn giấy hay không xong do chấm nó bay nó sẽ khăn phát màn giấy thì mũi cứ ca do cái thác trong dụng chôn xung quan không xin vơ dương trong nướng cứ do ca bất thôi tới chịu được ca bất thôi tới chịu được nhưng thơ rương ấy là dân thơ thơ chịu được nè nên là tha bài tập bán tăng vì dương trình là bài ca trình lịch khách tiêu mà nêu được rồi thì khách em xem xây nướng dương do rương ở vấy tới chịu được ở rương bất ấy là tới chịu được bản vụ dương con tái chi diêm sạp xà bằng rùm bằng rùm dụ bình chuẩn bài tập bán này cứ miên ông ca dụ bình chuẩn xuống dụ vơ chứ đó là đây cây trồ màu chúng muốn sạc cái là xong con dục chân và dưỡng dương ban chỉ cho ông thả bán ấy đồng bay thơ cao đúng nên mấy chiếc dương miên tài ca bằng ruộng miên tài ca lưu cầm buông hào dục chân ngọt nên chi diêm mà sẵn lãnh mà cho ruộng ca nghĩa chỉ mua dương ngọt nên hay hai đấy ban chỉ dương thả do ở ca bẫn tờ bay kia hay thật chỉ bật đất đường xanh xanh đồng bay ở liếp po dục chân như thả do dục chân được chôn dục chân này nè nâng chấm đất thì mỗi cứ xô mòi nhạc đây thì dây nó bỏ sai mất thằng chấm nước nát để thêm vô cà bứt từ bứt đất làm bay bỏ cháo thì thành công làm bay bỏ cháo to luôn luôn ai như làm bay tham ăn dùng luôn ai hay do lôi chai pina bên đây mà làm bay bỏ cháo luôn ai nữa sau mà bằng hai tiếng mà hay làm bay thêm bỏ sai tạo từ bình làm bay cùng oi miên cà phon trở lòng nên miên hai tháng cà thì dây bỏ sai từ bỏ sai mau nhìn mà như chấm nước đại dương cho nên tao bay nhà máu đi chúng nó tiếp đi nó cứ ca do dùng chôn để chôn dùng chôn nó cứ chôn chẳng mấy tử nó thì ca bỏ sai play đồng bay đồng lấy luôn dương bỏ kê giấy thai dương nữa thì do đây kê hay bởi dương mình trên đền giấy dương mình cho tôi bởi dương mình đồng play dương mình cho tôi không nên ta kê trên hàng giấy thai dương là do đây cái dương bàn giờ không nên chẳng chúng nó những việc chi sau là thua thằng cung mũi đá sọc ấy cũng khơi ông ca thằng cung chỉ vớ có hai xong bây giờ khi ông lược chất chúng tôi phải xong mà ông này còn hai cái buôn bay sơ thọ thành cúng á, cái tai nhung biết tha sơ thọ thành cúng mình mến biết mua đại dương cho mà prai đồng bay phải giỏi ca nghe dương cho ta hái ở miền phiêu bay luôn này nhé nó cứ dương thật ăn ở vót cái ca ăn ở vót cái ăn ở vót thì mình cứ dương ăn ở vót ao bị chầm đôi mới lấy ra tha sơ thọ thành cúng sơ thọ thành cúng cứ nhung đôi khi nhung mình lơ đồng này không lấy nhung bỏ sai rồi sơ thọ thành cúng cứ khi mình từ liệp po này đấy cái tai nhẹ chết thật liệp po gì chúng nó tìm mùi à do dụng chốn chúng nó tìm pin thì do dụng chốn từ vay dụng chôn dụng chốn nó mới đây là mày mới đây thà khi ông từ vay dụng chốn này đi anh chặt chặt thì muốn nó chết là thà ok liệp po ok hồ chứ ớt khi ông
chơi quất rung rung quất trong sự ma cung là sầm pon dụng chôn chứ như thời ca cao rung rung hết là bay thơ ca chia tầm ngọc hết hay khi mình đai từ liệp po kê là bay phải trái luôn này nè bỏ kê miên sầm nám chất kê miên mà luôn chơi thân á kê miên phạt của nước thằng ấy cái trong châu rung chỉ mũi sầm pon dụng chôn ca nghe sầm cung gì với chứ cái trong thơ ca ăn được bọt chỉ mũi cô ca và tham bá nó chia sầm nám chất bỏ kê cái ca thơ bỏ kê dương tự bỏ không kê mình cả tại dương miên chết tận mũi một lúc một mình cai hay dương ta đi po kê từ bay thằng ấy công khang dụng chôn thằng này cọ thơ ca miên sao thôi chứ ở từ bay kê dương thôi cứ dương của họ thấy cứ cái ta cam một lúc một năm bây giờ chết dương đi chừng nào chứ thơ đương là xa xa bay bạ chết thì hay chúng nói tị bay mới chết cứ là kêu một play cao bật pi nhau cứ kê thà crom đã chênh mục chênh cái khẩn piêu nêu hướng về đi hướng ai xây xây nhắn cứ chỉ crom mỗi đáy mình đáy miên sẽ cao một phép vì môn máu cứ sát bạc chẳng miên đây thà ca cho bôn đường đi kia bọc nhắn cứ dọn miên khâm sao thảm kì vì muốn những khinh kì hô thì mùi nhắm và tay là pê phải cho bóng kì thà crom nó là miên lại khinh sẽ cao một phép vì môn máu ca nghe mà nói đi thấy những thứ thứ cho đám kì nhưng từ tu ban lật phò lên một vĩnh phù dương bạch bay đạch tất nhiên là thuế dương những nhà bóng nhưng ông miên tụ ban lối bi xin ai vô cái khang na khang cai đôi crom mà lệch đôi crom đa nẹt khang cai nữa gì rồi đấy do lối bò thêm mà thơ ca làm bay một bay bao nhiêu trốn đi cứ dưng thơ ca nói sang chợ luôn dưng nhưng không mỹ cái dưng được thơ này ca bị muốn dưng làm sao đấy người ta tìm phốt nó bây là dưng thử mình thử cái này cái mưa cái ao làm lại tiếp mà thấy cái clip bò thay dưng mình đang nên cam thiết bị muốn mò tiền anh ấy chưa chuẩn đôi vui này cái hai thà mình ban mình rung rung thì hãy dùng một plan dùng chung như này hay dùng sao cả chi khai như ấy hay đấy ban chia suy dùng thưa riêng này ở như ấy nó sập phương như ấy này hay chưa biết xem cá prau kia sầm đây thông một phát bò lấy những cứ cá prau kia sầm đây mui này tôi sẽ nãy dùng chung đại con trai này thà rồi tham ba mình ai làm lại cái prau cái mày dẹp pê làm mày phải giải kê cá này thưa chẳng bên đây thà do tham ba phải chấp bón làm bạn và đòi dùng chung này riêng sâu đi nhưng khi dùng chôn bỏ nặng tạm chôn kì riêng ở nụ đất ấy chỗ nó kì đừng thực chất ở riêng hay thơ ca phải bỏ chuyện tao chủ nét á nên là khác con riêng bàn tích tôi là thà mê phu nặng thạc cao ông cha chán có riêng mình xây chán để có thơ ca mê phải đất còn chân kì chẩm lớn dùng chôn riêng này làm bay thơ ca phải bỏ chuyện tao từ một tiền chân nghe thà ca lưu thực chất bỏ ra thà báo bị tràn chân mình thấy dưỡng để đại dương ai tôi sẽ nặng nghiệp ngô luôn dương đại dương thà và thạp má cứ do dương của lập thở thì thôi tôi sẽ nặng mỗi ní cứ nhóm trong sự gặp thà bộc cô lập ra cứ miền này chết là thà khai dụng một chôn được ông chôn đôi môi ra thạp bà háo cái khuôn bắt thở thì thôi rồi chụp nuôi chui hàng nông pe ngày là cột chắc bằng cái răng giấy tôi sẽ nặng nâng cầm ao dụng chôn ở tây tiết châu màu cái tà nơ bị trang nơ được thọ bị ố cái là nick nhóm mình bộc khó này bọn nhà trong thà ca nghe bọn nhà so với tài cho bắt thơ tới lo phải sao tại cùng prau tu sẵn mua đại cái thà khi mình ăn bảy khi mình prau nên thà cứ ca bằng bảy thì ca mình ăn một lúc này chân sông tiêu nhiều ở dụng chân nữa vì cha là làng bình vì chúng nói từng ở nâng hay sông chia diêm rồi chúng nước phát tang là tầm khăn đôi lúc cố ca lấy được tro bằng riêng đây cả thà tên ở đây là group và phía group trong tôi ở nâng ăn miền này tôi chúng này đang dân tích tại vì mình liên po kê có chiếc cơm sợi thon nên lấy bỏ dương này mình xong một cùng.